tai nghe Bluetooth Hurcher of Human, mô hình scale Fuhua Vân Mạc Đan Tâm, mô hình scale Elysia cực kỳ dễ thương, hay còn có cả mô hình Chibi Lý Tố Thường vừa mới được ra mắt cùng Anniversary phiên bản 6.1. Thuyền trưởng có thể dễ dàng tìm thấy những món đồ lưu niệm này tại Honkai Impact 3 Việt Nam Shop. Tại đây, thuyền trưởng có thể dễ dàng tìm thấy những món đồ lưu niệm, phụ kiện mà mọi người muốn. Ren sẽ để đường link chi tiết sản phẩm và shop dưới phần mô tả của video nhé. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha, mình là Ren. Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ đến với phiên bản 6.4 ở bên xe vừa chung tuần thứ 3 xem có gì nhá mọi người. Bây giờ thì đã là tuần thứ 3 rồi. Ố, cái gì đây? À không, cái này không phải là trang phục của nhân vật Elysia đâu nhá mọi người. Ok, bắt đầu thì chắc là chúng ta sẽ đến với những cái cốt truyện hoặc là những cái event gì sẽ xuất hiện ở tuần thứ 3. Đầu tiên thì chúng ta có cái này, nhưng mà mình không biết cái này là cái gì, bây giờ chúng ta phải bấm vào mới biết được. Nó là một dạng event đúng không? Cái này chắc là nó là event thôi, và chúng ta sau khi trải nghiệm thì sẽ được nhận thêm một số vật phẩm ở đây này mọi người. Ôi, chết rồi. Đó, cái cốt truyện này thì nó sẽ kéo dài từ ngày 2 tháng 2 năm 2023 đến ngày 9 tháng 3 năm 2023, cực kỳ là lâu luôn. Đấy, sau khi mọi người trải nghiệm xong cái event này thì mọi người sẽ nhận được thêm một số vật phẩm. Những cái vật phẩm này thì nó chính là ở trong event Tết đấy mọi người. Đây này, tính là mấy cái này này. Từ ngày, đây là giai đoạn 1 này, đây là giai đoạn 2 này, và đây là giai đoạn 3, từ ngày 2 tháng 2 năm 2023 đến ngày 9 tháng 3 năm 2023. Giai đoạn 4 thì nó chưa có mở khóa, từ ngày 23 tháng 2 năm 2023 đến hết ngày 9 tháng 3. Đó, mọi người sẽ nhận được một số vật phẩm, như ở đây là chúng ta sẽ có một hộp nguyên liệu, ok, và đó. Event Spending thì nó sẽ kéo dài đến ngày 17 tháng 2. Hôm nay là ngày mùng 2. Vậy là 17 là chúng ta có khoảng tầm độ 2 tuần nữa. Bây giờ đang là tuần thứ 3. Vậy là chúng ta sẽ... Cái Event Spending này nó chỉ kéo dài đến hết tuần thứ 4 thôi nhá mọi người. Trời đất ơi. Và theo một số thông tin thì mình thấy là phiên bản 6.4 hình như là nó kéo dài tới tận 7 tuần cơ mọi người ạ. 7 tuần cơ. Đó. Có những cái event này thì nó đã kéo dài... từ những tuần đầu tiên rồi đến hết ngày 9 tháng 3 này. Cái này cũng hết ngày 9 tháng 3 này. Ngày 16 tháng 2 là kết thúc này. Đây là giai đoạn 1. Đó. Những cái event cũ thì nó vẫn kéo dài cho tới tuần thứ 3 và đến hết tuần thứ 4 là nó... À không phải hết tuần thứ 4 mà nó sẽ kéo dài. Đến tuần thứ 3 thì vẫn còn. Còn chúng ta có thêm giai đoạn mới. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái bên tiếp tế nhé mọi người. Đây, đầu tiên đó chính là cái banner tiếp tế tự chọn. Ở đây thì chúng ta thấy đó chính là sự quay lại của nhân vật Hurcher of Just. Đó, và mọi người sẽ được... Đây là cái banner tiếp tế tự chọn nhé mọi người. Nó sẽ được reset 5 lần. Đây, một số nhân vật của chúng ta đó chính là đầu tiên là Hurcher of Just này, Mắm Lửa và Silverwing. Cái này thì... nó sẽ xoay vòng như ở đây thì nó còn một ngày 21 giờ nữa. Cứ 3 ngày thì nó sẽ reset lại cái banner này. Như kiểu là tuần thứ 2 thì mình đã review rồi là ba nhân vật đó chính là Vinfire với lại Hurcher Human hay là gì đấy mọi người. Cứ hết 3 ngày thì nó lại xoay vòng, hết 3 ngày thì nó lại xoay vòng. Đó. Còn bây giờ thì thời điểm hiện tại thì chúng ta có 3 nhân vật như kiểu ở đây này. Đó. Và đương nhiên rồi cái banner tiếp tế của nhân vật đấy cũng sẽ xuất hiện luôn. Và mọi người sẽ được reset đi, reset lại tối đa là 10 lần như kiểu ở đây nhé. Mình bấm vào đây thì các bạn sẽ được tự chọn một trong 5 cái trang bị ở đây. Còn có chấn phái của nhân vật Hurcher of Just này, Mắm Lửa này, Silverwing. Ngoài ra thì chúng ta có Seth Kazine và Oslog là chấn phái của nhân vật Grisel và nhân vật Raven. Đó, mọi người có thể chọn một trong 5 cái trang bị ở đây. Và thôi thì tiện thể thì mình sẽ để luôn cái rate tiếp tế ở đây cho mọi người. Chắc là cũng có khá là nhiều bạn Ron Hurcher of Just ở trong phiên bản này, cho nên mình sẽ để cái video tiếp tế ở đây cho mọi người xem nhé. Các bạn có thể xem là các bạn có thể lệch được ra được những cái gì. Ok. Và cái bảo hiểm của nó sẽ là 50 nháy, chắc chắn sẽ nhận được một trang bị up nha mọi người. Đó chính là một cái trong 4 cái ở đây này. Đó, bảo hiểm là 50 nháy nhé. Và banner của nhân vật Hurcher of Fidelity và Hurcher of Origin thì nó vẫn kéo dài
Đó. Rất là dài luôn. Mấy cái banner này thì lần trước mình đã có review rất là nhiều rồi, cho nên là mình sẽ chỉ lướt qua cho mọi người thôi nhé. Ok, và đặc biệt là chúng ta có cái banner tiếp tế gồm có cây hắc bên bài hoa và cây Eden of Star và kèm theo set với thánh Willow. Quá là thơm luôn. Bài hàng của nó là 50 nháy sẽ nhận được cái cây Eden of Star này nhé mọi người. 50 nháy. Đây, mình sẽ để cái đất thực tế đây cho mọi người xem nhé, nếu như bạn nào có nhu cầu run cái banner này. Lần trước thì mình nhớ là mình có cắn bà, cũng là một cái banner chìa khóa thần. Nhưng mà đấy là cái banner của Pandora Ferris, cái set Bartet và cây Seven Thunder of Retribution đấy. Ôi dồi ôi. Xong phải gần hết bảo hiểm nó mới ra mọi người ạ. Ôi dồi ôi, trầm cảm vậy. Vậy là tức là mọi người sẽ phải run gần 14.000 pha lê. Đấy là nick của mình là đã mất gần 14.000 pha lê cho cái banner tiếp tế đấy. Trời đất ơi. Thế là cái banner này thôi thì cứ xác định là nếu như run cây Eden of Star thì cứ phải gần sát bảo hiểm nhé mọi người. Nhưng mà đấy là do tùy vào cái độ may mắn của từng người chứ không phải là ai cũng thế. Mình là mình rút kinh nghiệm ngu người lần trước. Và thật ra thì run xong hơi chụp Thunder và cây thất lôi định tội thì mình cảm thấy rằng là ngu người thật. Tự nhiên run về làm cái gì không biết. Thật sự hơi chụp Thunder SS mà có full gear rồi mình thấy nó không hề mạnh luôn đấy mọi người. Nó thật sự nó rất là thất vọng luôn. Ok, tiếp theo là nhân vật trợ chiến. Trợ chiến thì chúng ta có Lay In. Ở đây thì là tiến sĩ. Ok. Bên đây này cũng lâu phết nhỉ. Tới tận tuần thứ 3 mà vẫn còn này. Cái này thì nó làm. Trời ơi, gà gáy. Tiếp tế hỏa lực. Nổi bây giờ mới nhớ ra là tên của nó là tiếp tế hỏa lực. Rồi ok. Shop thì cũng không có gì đâu. Ui rồi, ok, ở tuần thứ ba thì chúng ta có ba con boss như sau. Đầu tiên là một con boss số ảo, mình cũng không biết là gọi tên nó là cái gì, nhưng mà trông nó rất là ố dề. Kiểu giống như kiểu một bông hoa ấy, mọi người. Đây là boss số ảo nhá. Và boss vật lý, ui lâu lắm rồi mới nhìn thấy. Ngự hồn SSS và cuối cùng là boss hơi trường The Void. Rất gì và này nọ. Đây là số ảo này, vật lý và băng. Ừ đúng rồi, tuần này thì chúng ta có cây Eden of Star mà. Cho nên hơi trường The Void quay lại thì cũng đúng rồi. Đây chỉ là cái event mới. Đây là cái gì? Hai event xuất hiện một lúc. Ồ, chắc cày cuốc cũng hơi mệt đây. Ok. Ok, vừa rồi thì mình đã review tuần thứ 3 ở bên server chung phiên bản 6.4 rồi mọi người. Và mọi người thấy video có ích thì có thể nhấn like và chia sẻ video cho mọi người cùng xem nhé. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Chúc các bạn có một ngày rằm thật là vui vẻ với bài hôm nay là làm đấy. Mình thì mình vẫn đang coi nồi bánh chưng hộ mẹ.